Chào mừng các bạn quay trở lại website Vũ Hai đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về các platform bán áo thun free traffic tốt nhất mà mình theo kinh nghiệm cá nhân của mình và mình chia sẻ lại cho các bạn. Mình đầu tiên mình điểm qua là cái ưu điểm của cái free traffic là tận dụng được nguồn sức mạnh cực lớn từ cái website của họ và không tốn tiền quảng cáo. Vì marketing của những cái người đó họ cũng chạy quảng cáo rất là dữ dội. Lượng khách hàng của họ rất là khủng khiếp và có tính lâu bền theo thời gian. Nếu mà các bạn nhắm tới passive income thì các bạn làm theo hướng này cũng rất là tốt. Nhược điểm thì tốn nhiều công sức về thiết kế, về upload tài khoản, cạnh tranh rất nhiều đối với những seller khác, bởi vì cách này dễ quá, ai cũng làm được và lâu có kết quả. Tài khoản thì thỉnh thoảng bị spam, không lý do mình cũng không cứu được. Mình điểm qua vài platform cho các bạn hay, ví dụ như là Sunfox. Sunfox, các bạn nào chưa biết thì mình sẽ mở ra Sunfox. Mình sẽ phân tích Sunfox luôn. Sunfox là một thị trường mà gần như là đi đầu thời gian những năm 2012 đến 2011 ấy. Thì anh này là một trong những anh đi đầu về mảng áo thun và thời điểm đó. Thì đến bây giờ là anh không còn đi đầu nữa rồi. Đến bây giờ thì những anh khác anh đã chiếm về cái cạnh tranh tốt hơn anh này. Anh này do là bị một vấn đề đi xuống là do bị kiện bản quyền. Do ngày xưa là bị kiện bản quyền, do không quản lý được chất lượng, không quản lý được những người seller bán trên đây nên là anh đã bị kiện bản quyền, nên anh đã không còn mạnh như thời gian đầu. Nhưng mà anh đã xây dựng được một thị trường market riêng cho mình, một sân chơi riêng cho mình. Sau một khoảng thời gian buôn ba với tất cả seller thì anh đã có một thị trường riêng. Và cái lượng NXE của anh Rick Sunfox là 55.000. Đó. Thì các bạn có thể upload sản phẩm lên đây bán cũng được. Và nhiều cái lùm xùm sau này là do cookie không ăn hoặc là cookie không được ấy, thì những cái đấy phần đây đấy thì mình không rõ sau này, nhưng mà do nhiều cái lùm xùm quá nên seller cũng bỏ dần anh này. Mà các bạn nào muốn thử ấy, thì up lên anh này và đánh anh này vẫn được. Mình cũng có thể thông qua cái người này để mình nghiên cứu những cái mẫu trend của sản phẩm của họ ở trên website trên đây. Ví dụ vào các bạn có thể vào phần những cái mẫu trend ở đây họ có ghi ở đây và coi phần category shop buy này. Đó, mình có thể coi vào cái holiday. Holiday là có những sản phẩm như thế nào, nó có những cái sản phẩm đặc thù như thế nào và dịp nào đó thì nó sẽ hiện cái sản phẩm đó lên nhiều theo trend. Mình có thể bắt trend ở đây cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ qua đi nhanh qua platform T-String. T-String ấy thì cách đây khoảng 3-4 năm trở lại về trước ấy thì họ bán rất là tốt, nhưng mà sau thời gian này ấy thì họ không còn mạnh giống như thời điểm đầu nữa, bởi vì sức cạnh tranh của thị trường hồi đấy là anh này bán theo kiểu traffic tốt, chăm sóc seller tốt nên cũng cạnh tranh sau Sunfox. Và hiện tại là cũng đã xây dựng được một market riêng, một thị trường riêng cho mình, nên khi các bạn mà xây dựng cái free traffic ở trên đây thì cũng có thể là tận dụng được nguồn free traffic từ anh này. Cũng có một vài kết quả từ một vài bạn khác họ đã đánh ở thị trường này rồi nên đưa về kết quả cũng khá là tốt, khoảng vài trăm cho tới nghìn một tài khoản, thu nhập income, passive income á, thu nhập tự động á. Up lên cũng đơn giản như là mấy anh khác thôi. Tijini cũng chuyên về t-shirt luôn và mắc. Thì anh này cũng có một cái market riêng. Tuy nhiên để mà chọn về cái tốc độ ấy, thì mình đánh giá tốc độ của Tijini thì tốc độ tải khá là chậm ở trong cái phần dashboard. Cái lượng Alexa cũng 40.000 Alexa đó, rất là tốt. Các bạn cũng có thể tập trung vào anh này để theo cái ngách của mình đánh cái thị trường anh này cũng được. Shetshirt là một trong những anh mà mình đánh giá là rất là tốt cách đây khoảng 1-2 năm trở về trước, về free traffic và cái mảng khách hàng của họ rất là mạnh.
mình sẽ khoe cái lượng Alexa là đứng thứ hạng 5.000 thế giới, rất là cạnh tranh. Và có một cái số sản phẩm ở trên đây mình cũng bắt chen, dựa vào những cái họ để chen ở trên đây, mình dựa vào đây thì mình biết à, tới đây mình sẽ cần phải tập trung vào những cái chen gì, cái chip đây hoặc là đó, có những cái chen đây thống kê ra, mình theo dõi những cái chen trên đây để mình bắt được chen, và mình cần theo dõi những cái mẫu thiết kế nào phù hợp để mà mình có ý tưởng thiết kế cho cái của mình nữa. Về cái keyword của bên cái người này á, thì họ cũng hiển thị keyword rõ ràng ở phần dưới đây, phần mô tả, thì có thể các bạn có thể search cái keyword này ở trên Google cũng được. Mình sẽ search thử đây, thì mình ví dụ như là mình tập trung vào anh này, mình có thể search keyword như thế và mình ra ngoài Google mình tìm coi là cái độ cạnh tranh của sản phẩm này như thế nào, đang đứng top 1 đấy, tùy vào sản phẩm. Rồi mình qua phần thằng T-Puplet. T-Puplet thì mình đánh giá là một trong những trang mà cạnh tranh cực kỳ về giá luôn, và những sản phẩm trên đây đều đồng giá hết, đều giá bằng nhau hết, và cái profit đưa lại cho mình rất là thấp, khoảng 2 đô cho đến 4 đô tùy áo, tùy tank top, hoặc là tùy vào cái hoodie. Hoodie thì được 4 đô, còn áo bình thường chỉ có được 2 đô thôi, mặc định luôn, không chỉnh giá được. Nhược điểm của anh này là không chỉnh giá được đó. Và cái anh này á, mình đánh giá là mình coi thường 3.000 mấy á, tương đối là tốt. Và tiếp theo á, là anh Grid Bubble. Grid Bubble là một trong những trang mà mình đánh giá là tốt nhất cách đây khoảng 3-4 năm trở về trước, và đến hiện tại bây giờ cũng thế. Bây giờ cái khó khăn nhất của tất cả seller là cái quy trình giữ cho tài khoản được sống lâu, bền với anh này. Còn về mặt traffic và remarketing ấy, thì mình đánh giá anh này rất là cao. Về lợi nhuận cũng thế, cách đây khoảng vài năm mình đã có mức thu nhập từ anh Red Bubble là một tài khoản là mình đã có khoảng 800 đô một tháng rồi đối với cái anh này. Nhưng mà cái nhược điểm thì là cái tài khoản nó đi lúc nào không biết á, nó bị suspend và không lý do. Cái nhược điểm là thế thôi. Nhưng các bạn nào mà tìm được cái công thức chìa khóa bán được trên anh này thì mình đánh giá là một trong những cái người khổng lồ về t-shirt á. Đây, vị thứ hạng Alexa rất là tốt. Và tiếp theo là Yayo. À, mình nói qua T-Puplet và Red Bubble. Red Bubble là cái người đi đầu, sau đó đã mua lại anh chàng T-Puplet này với giá không biết bao nhiêu triệu đô á. Thì bây giờ T-Puplet giống như là con của Red Bubble nhá, nên khi mà các bạn đã đánh được Red Bubble thì các bạn sẽ khi mà các bạn tìm ra được công thức của Red Bubble thì các bạn sẽ tìm ra được công thức của T-Puplet. Thì hai anh này mình nghĩ rằng cái hệ thống bảo mật và hệ thống quản lý về cái mẫu thiết kế, nếu mà các bạn biết cách để mà phù hợp với cái sản phẩm của họ thì các bạn có thể đánh tốt được cho hai thị trường này, rất là màu mỡ. Qua Yayo thì mình Yayo thì họ chuyên về poster và gift card nhiều hơn, nên khi mà các bạn muốn nhắm đến cái phần poster và gift card ấy, thì các bạn nên tập trung vào anh này. Còn ngoài t-shirt ra thì mình nghĩ không nên tập trung quá nhiều vào cái phần t-shirt. Mình cũng thử qua Yayo rồi, nhưng mà mình thấy đa số là gift card là chủ yếu keyword á. Còn mình nghiên cứu cái lượng keyword của họ nữa, nên mình thấy lượng keyword của họ đa số tập trung vào cái phần gift card, canvas và poster là nhiều, còn phần t-shirt keyword của họ ít lắm về cái mảng này. Nên đây này, cái lượng Alexa đây, nhưng mà đa số về keyword bên kia thôi chứ không phải keyword t-shirt nhá. Các bạn cân nhắc nếu mà muốn chơi theo kiểu poster thì qua đấy. Cafe Red. Cafe Red thì mình thấy chuyên về đồ accessory hơn, về t-shirt cũng nhiều,
và những cái mảng khác cũng nhiều. Nhưng mà về cái keyword, cái nhược điểm của anh này mình thấy, mình nghiên cứu ấy, thì cái keyword rất là chung chung. Tuy nhiên với cái bắt chen của bên anh này, để mà mình theo dõi hiện tại thị trường đang có những cái chen gì ấy, thì mình có thể theo dõi được đây. Mình có thể theo dõi được những cái ngày chen tới mà mình phải nhắm tới ấy. Thì anh này bắt rất là tốt. Nhưng mà về cái phần mà keyword ấy, thì mình thấy nó hơi lung tung. Và cái phần upload lên nữa thì keyword điền được có khoảng đâu 5 đến 7 keyword, rất ít. Nhưng cạnh tranh ở anh này cực kỳ lớn. Có một thời điểm mình up một tài khoản lên đây và mình đã có thu nhập phải mất khoảng 1 năm rưỡi ấy, thì mình mới thu về được khoảng 85 đô thì phải. Thụ động á, mình không làm gì hết đấy. Mà cái tài khoản bây giờ, cái tài khoản đấy của mình bây giờ bị xóa rồi, không biết lý do gì. Nhưng mà cách đây khoảng 3 năm thì mình có một tài khoản như thế. Bây giờ thì mình không có đánh thị trường anh này nữa. Nhưng mà các bạn muốn thử và có muốn cân nhắc một thị trường mới cho mình ấy, thì cũng có thể theo dõi anh này. Đó. Internet. Anh này thì ưu điểm là upload dễ dàng, sửa cái gì cũng dễ, up cũng nhanh, và cái lượng share của họ cũng rất là tốt. Cũng về t-shirt cũng có, về sản phẩm poster cũng có, canvas cũng có nhiều. Anh này thì kiểu chung á, mình cũng không biết đánh, nhìn cái giao diện thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì. Về trong cái phần mà tối ưu sản phẩm ở trong ấy, thì cũng không có tối ưu, không có tập trung tối ưu nhiều như những anh khác, chỉ tập trung vào sản phẩm mà. Nên ở trên đây ấy, thì các bạn đánh vào trong sản phẩm trong đây thì cũng có sôn đấy, mình đánh thử cũng có sôn đấy, nhưng mà cái lượng sôn đưa về cho mình nó cũng không được nhiều, và cái keyword nó cũng biến thể và nó ngắn quá, nên mình cũng không có tập trung được nhiều vào cái phần tối ưu từ khóa, nên độ cạnh tranh của nó rất là cao. Những các bạn nào mà cân nhắc đánh vào kiểu nhiều tài khoản thì không nên. Còn anh nào mà, bạn nào mà tập trung vào xây dựng thương hiệu á, thì mình nghĩ cái anh này xây dựng thương hiệu và cá nhân của mình á, build rank á, thì rất là tốt đối với anh này. Xe số 6 thì mình thấy một cái nhược điểm á, là phải liên kết với cổng payment PayPal. Ví dụ như là mình muốn thanh toán qua PayPal á, còn những cái cổng thanh toán khác ấy thì mình phải có số mã số thuế, còn bên PayPal ấy thì mình phải liên kết và mình phải mất một đô cho anh này, nên là mình phải cân nhắc khi mà đánh thị trường bên anh này. Anh này cũng là một cái thị trường lớn á, chứ không phải nhỏ đâu, cũng giảm độ cạnh tranh rất là nhiều. Đó. Khó tính về mặt tài khoản ấy thì cũng khó tính, nhưng mà so với những anh khác thì không khó tính bằng đâu. Mình có điều là mình phải xác thực bằng cái PayPal, và khi mà tài khoản mình build rank ở trên này ấy, thì mình phải tập trung vào cái thương hiệu của mình và sản phẩm của mình không có dính bản quyền nhiều ấy, thì tài khoản của mình bền. Còn nếu mà bị spam thì khó có thể tiếp tục với anh này nữa, bởi vì họ liên kết payment qua PayPal mà. Nên các bạn cũng phải tùy vào cách đánh mỗi người. Mở Amazon thì một thị trường gọi là cực lớn rồi, rất là màu mỡ, nhiều người họ đã kiếm được cái người mà mình biết gần thời điểm gần mình nhất, họ đã kiếm được 30.000 đô một tháng passive income từ cái anh Mert này. Là họ có một hệ thống của họ rất là hùng mạnh. Tuy nhiên á, nhược điểm của anh này là đăng ký rất là khó. Đăng ký được duyệt có nhiều người họ đăng ký cả 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm, có người đăng ký không thấy gì luôn, và mình đã đăng ký thử và cũng không thấy gì luôn. Thì cách tiếp theo là phải đi mua, mà mua thì giá thành một tài khoản ở trên đây là có đợt nhiều thì 300, 700, có đợt thì 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu cũng có, tùy vào từng đợt. Nếu mà cái đợt nào mà người ta đăng ký được nhiều ấy, thì giá thành nó rẻ, còn đợt nào mà đăng ký được ít ấy, thì giá thành nó thấp. Nhược điểm là
dễ bị tài khoản dễ bị gắn cờ vi phạm bản quyền. Ở trên đây rất rất nhiều người cạnh tranh và gọi là giống như là đúng là kiểu chiến binh luôn đấy. Anh nào mà bạn nào mà tập trung được thị trường trên đây á, mà bền á, thì chỉ có cách là tự mình thiết kế design sạch và không có dính một hình ảnh gì bản quyền ở trên áo, kể cả trên những tiêu đề sản phẩm của mình. Nên vì thế mình phải kiểm tra trademark kỹ trước khi mà sản phẩm đó được up lên trên đó. Và cả phần thiết kế của mình phải tự thiết kế nữa, chứ không chỉ là redesign đơn giản là được. Nên về cái độ cạnh tranh và cái độ khó của thị trường này thì mình đánh giá rất là khó. Nhưng mà nếu mà các bạn thu được thành quả tốt đấy thì một người này thôi, một người khổng lồ này thôi là có thể thắng được tất cả những cái người mà hồi nãy mình đã chia sẻ, một người này thôi. Nên các bạn có thể, bạn nào mà chuyên về thiết kế thì nên tập trung vào cái merch Amazon để build thương hiệu, nên đáng để thử. Còn qua bên Printful SC thì tại sao mình phải ghi là cộng, bởi vì Printful nó chỉ là một cái người trung gian đứng ra sản xuất hàng cho mình thôi, chứ họ không marketing cho mình. Còn cái SC thì họ đứng ra để họ marketing cho mình, họ cho mình mượn thị trường của họ để mình up sản phẩm lên, khách hàng mua sản phẩm từ trên thị trường của họ thì mình có cái đơn hàng đó và mình phải đẩy qua bên Printful để họ in và họ sản xuất, họ ship cho mình đó. Nên vì vậy mình phải kết hợp cả hai cái người này. Và cái nhược điểm của cái SC á là là cái khi mà mình listing một cái listing nào đó lên ấy, thì mình phải mất khoảng 0,2 đô cho một sản phẩm. Nếu mình nhớ thì 0,2 hay 0,02 nữa, tại mình cũng không còn tập trung vào cái anh này nữa. Nhưng mà khoảng 0,2 thì phải cho một listing á, cho một sản phẩm á, khi mà mình list lên á. Thì tùy vào cái cách đánh của mỗi người, rồi tối ưu keyword như thế nào để đánh được. Tuy nhiên mình search một vài cái income của research nhá, FC income, mình sẽ search một vài cái hình ảnh đây, một vài seller họ bán thông qua FC và Printful trên Fulfill bên Printful. Nhìn rất là thích đúng không? Thị trường SC thì các bạn nào chưa biết ấy, thì mình cũng search thử, là một thị trường chuyên về đồ handmade, nhưng mà bán đủ thứ hết, bây giờ họ bán đủ thứ hết, thị trường lớn á, lớn kiểu như là Amazon á. Mình chuyên về đồ handmade thì chuyên hơn. Nên mình sẽ chơi cái Anisha để các bạn coi đó. 135 thứ hạng thế giới đó. Khủng khiếp như thế nào, cái lượng traffic của anh này cũng khủng khiếp đó. Nên bạn nào mà bán đồ handmade này kia thì mình có thể bán được trên đây, bán rất là tốt luôn. Potter hay tự mình sản xuất, hay là những cái vòng kiềng đeo tay đeo ấy kia, như mấy bài trước mình chia sẻ đó. Có những seller họ chạy quảng cáo về những cái Potter này kia đó, thì họ bán trên đây và họ bán cực kỳ tốt luôn, thị trường không thể bỏ qua được. Rồi mình có ghi ở dưới đây có nên đánh theo platform nào, thì tùy vào mỗi cái ưu nhược điểm. Mình có thể đánh theo platform mạnh về gift card, birthday thì mình ra dồ thêm nét. Những platform mạnh về t-shirt thì mình xuân phóc, t-swing, fit bubble, set shirt, mệt, SC. Những platform mạnh về thị trường á, thì mình thấy là thị trường t-shirt đấy, thì mình thấy tập trung vào set shirt, thị trường á, thị trường lớn á, thì t-swing, fit bubble, mệt, SC.
platform mạnh về phần marketing, nghĩa là họ chạy quảng cáo nhiều á, chứ không biết là thị trường họ mạnh hay không ấy. Thì vì marketing thì mình thấy có Sunfox và Ripple là hai thị trường họ chuyên chạy quảng cáo và chạy vì marketing cho mình đó. Cái tip thành công ấy thì mình thấy là tùy vào mỗi người nhá. Từ khóa nào mà cạnh tranh ít và là cái ngách của cái thị trường đó, ví dụ như là dead viết gì á, so với thị trường đấy đi, top 1 đi, thì mình cạnh tranh vào đấy. Mẫu cũng của mình cũng phải là hot trend, hoặc là cái mẫu nào đó mà có nhu cầu thị trường cao, sử dụng nhiều tài khoản thay vì một tài khoản. Nếu mà các bạn muốn hướng theo free traffic, đó là những cái key mà tối thiểu mà các bạn cần phải làm để mà thành công. Bởi vì ngoài ra thì nó còn có nhiều cái yếu tố nhỏ khác, nhưng mà những cái keyword này mình thấy là những keyword chính thôi. Còn keyword chính nhất đấy vẫn là keyword từ khóa. Bởi sao mình đề cập nhiều đến cái từ khóa là vì vậy, là vì ví dụ như mình search ở trong đây đi, dead t-shirt, ví dụ như là một cái keyword bên số mấy cái trang này thì không có số liệu, nhưng mà dead ví dụ như là boy t-shirt thì con mình kiếm trang Facebook boy, mình đang mục đích mình đang kiếm trang Facebook boy đây, ví dụ như là các bạn tìm được một keyword như thế này và nó ở top 10 của Google, trong đấy có Facebook boy mà các bạn chỉ nhắm vào Facebook boy không thôi ấy, thì các bạn vào trang Facebook boy thì các bạn chỉ cần sử dụng cái từ khóa này cho cái sản phẩm của mình và dựa vào cái lượng kết quả ở đây. Nếu mà các bạn có 799 éo trong đây thì tương đương với là các bạn đã có tỷ lệ cạnh tranh khoảng 50% đối với keyword này trên thị trường Ripple rồi. Đó là cái khóa chính á. Ví dụ nhiều cái chìa khóa khác nữa để mà mình tìm ra cái keyword chính đấy. Sau đó mình khi mà mình up sản phẩm lên thì mình bỏ cái keyword đấy vào trong cái phần áo này. Chẳng hạn như 799 sản phẩm đi, thì mình vào trong đây là mình chiếm được cái 50% của keyword này. Và ở ngoài Google ấy, thì họ đương nhiên là họ truy cập vào cái từ khóa này nhiều, thì mình sẽ có lợi thế về cái phần này. Nên vì thế mình thấy mình mới đề cập đến là phần free traffic và có lượng traffic tự nhiên mà không phải tốn quá nhiều công sức cho nick site, auto site hoặc là private blog network, tất cả những chỉ số đẹp này kia bỏ ngoài, bỏ vứt hết. Bây giờ mình sẽ mượn cái thị trường người ta, mình cộng sinh lên đấy, mình phát triển và cái keyword người ta đã có. Anh này thì được cái là hiển thị cái số kết quả ở đây, còn những anh khác thì mình không thấy có hiển thị kết quả nên khó kiểm soát được. Đó là cái key chính mà mình chia sẻ cái bài học ngày hôm nay. Ok, hôm nay mình chỉ có chia sẻ bấy nhiêu thôi. Nhưng các bạn nào mà thấy hay ấy, thì cho mình một like và một subscribe. Bạn nào mà muốn theo dõi kênh của mình thì ấn cái chuông ở đây, và nó sẽ hiện một cái bảng nhỏ ở trên đây này, các bạn ấn acclaim để theo dõi kênh nhé. Kèm theo một cái group cá nhân của mình đang xây dựng cộng đồng riêng. Những người nào mà có cùng muốn chia sẻ hoặc là muốn học hỏi kiến thức từ cái cộng đồng của mình đang xây dựng ấy, thì các bạn có thể theo dõi và tham gia vào cái group kín này nhé. Ok, video tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn. Hẹn các bạn một video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Okay.